Xin chào các bạn. Gan nhiễm mỡ càng ngày càng trẻ hóa, tức là chúng ta không còn thấy những cái người mà lớn tuổi ta bị gan nhiễm mỡ nữa, mà càng ngày nó càng nhỏ đi, và thậm chí là chúng ta thấy được là những cái người bị gan nhiễm mỡ đó là ở độ tuổi còn rất nhỏ các bạn, thậm chí là ở tiểu học thôi là chúng ta đã thấy là có một số người chúng ta đã bị gan nhiễm mỡ rồi. Và khi ta bị gan nhiễm mỡ đó thì chúng ta sẽ được khuyên rằng là chúng ta phải ăn theo cái chế độ này chế độ kia. Vậy thì hôm nay đó mình sẽ tổng kết xem là những cái lời khuyên về dinh dưỡng nào hoặc là những cái chế độ ăn nào mà nó lại làm cho cái gan nhiễm mỡ của chúng ta đó nó không có đỡ hơn và thậm chí mà nó còn tệ đi nữa. Thì trước tiên đó mình sẽ nói về là tại sao chúng ta bị cái tình trạng bị gan nhiễm mỡ. Thì đầu tiên nó là nguyên nhân đầu tiên là do rượu các bạn ha. Nguyên nhân đầu tiên là do rượu, tức là các bạn uống các cái chất có cồn, các bạn rượu bia. Thì khi mà các bạn uống các chất có cồn rượu bia trong một thời gian dài đó thì gan của chúng ta nó phải xử lý các bạn. Thì khi mà nó xử lý các cái chất có cồn này đó thì nó sẽ làm tổn hại các cái tế bào gan của chúng ta. Và khi mà các cái tế bào gan chúng ta bị tổn hại đó, nó sẽ làm cho cái mỡ các bạn nó xuất hiện bất thường ở trong gan đó, nó không xử lý được cái mỡ. Và do vậy đó mà nó xuất hiện cái tình trạng bị gan nhiễm mỡ. Nhưng mà cái vấn đề mà chúng ta gan nhiễm mỡ do rượu đó các bạn, ngày nay nó không có nhiều các bạn. Tại vì cái tình trạng rượu bia ngày nay chúng ta uống càng ngày nó càng ít đi, nó không có nhiều như hồi xưa à. Thì một cái tình trạng thứ hai đó, một cái nguyên do thứ hai đó mà bị gan nhiễm mỡ ngày nay mà rất là nhiều các bạn, nó chiếm phần lớn, tức là khoảng 75%, đó là chúng ta gọi nó là gan nhiễm mỡ không rượu. Các bạn không uống rượu các bạn vẫn bị gan nhiễm mỡ. Vậy thì cái đó nó từ đâu mà ra? Thì nó là từ do cái việc kháng insulin mà ra các bạn, tức là insulin của các bạn nó quá nhiều các bạn. Các bạn chưa bị tiểu đường, các bạn bị kháng insulin trước rồi các bạn bị tiểu đường. Nhưng các bạn kháng insulin là các bạn bị tiền tiểu đường, tức là insulin của các bạn nhiều quá nhiều trong người nhưng mà nó lại không hoạt động được. Có nghĩa là tế bào của chúng ta nó không nhận insulin các bạn, nó kháng insulin mà nó không nhận insulin, và do vậy mà nó không có nhận cái glucose vô các bạn, nó không cho theo glucose vô trong tế bào, và do vậy mà cái glucose nó còn nằm ở ngoài. Thì khi mà cái glucose trong máu nó nhiều đó, cơ thể của chúng ta đó sẽ phải loại bỏ nó ra để mà chuyển thành cái glycogen ở trong gan và trong cơ bắp. Và khi mà trữ đủ rồi đó thì lại chuyển thành mỡ các bạn. Thì khi mà những cái mỡ này đó nó vây quanh cái lá gan của chúng ta các bạn, và từ từ đó nó làm cho cái gan của chúng ta bị nhiễm mỡ. Thì mình đã làm một số các video đó các bạn ha, về cái vấn đề insulin rồi các bạn, về giảm cân rồi các bạn, có thể xem cái đó các bạn hiểu cái nguyên do nó như thế nào, tại sao chúng ta bị kháng insulin. Thì cái vấn đề ở đây đó là kháng insulin các bạn cao, tức là kháng cao, kháng insulin tức là insulin trong người các bạn cao là do các bạn ăn đường với tinh bột các bạn. Nó có hai nguyên do, thứ nhất là do đường với tinh bột, tức là những cái tất cả những cái gì mà các bạn ăn vô đó các bạn, như tinh bột, đường các bạn ăn vô mà cơ thể của chúng ta nó chuyển thành glucose thì mình gọi nó là đường. Thì khi mà cái glucose nó vô trong máu thì cơ thể của chúng ta nó phải tăng, nó phải lập tức nó phải tạo insulin ha các bạn. Một cái nguyên nhân thứ hai nữa đó mà là do các bạn cho rằng là các bạn ăn trái cây đó là chúng ta không có bị làm tăng, nó không có làm tăng insulin đó. Thì cái này nó cũng là một cái tức là không làm tăng cái tình trạng kháng insulin đó. Thì cái này nó là một cái không đúng nha các bạn, nó không đúng lắm. Là tại sao? Là tại vì khi các bạn ăn cái trái cây đó, nó có đường phốc tổ, cái thứ hai là phốc tổ các bạn, nó có nhiều trong trái cây hoặc là trong mật ong. Thì khi mà cơ thể chúng ta ăn vô cái phốc tổ đó thì cơ thể của chúng ta đó nó phải hấp thu, và gan các bạn, gan nó phải xử lý, tức là nó phải chuyển hóa cái phốc tổ đó thành glucose, tức là cuối cùng nó cũng thành glucose thôi. Mặc dù nó không có làm tăng insulin của các bạn nhưng mà đó nó sẽ làm giảm cái độ nhạy của insulin. Độ nhạy của insulin tức là cái tế bào của chúng ta nó giảm đi cái việc tiếp nhận insulin các bạn, độ nhạy insulin, và do vậy đó mà nó làm cho cái tình trạng kháng insulin của các bạn nó tăng lên nữa các bạn. Thì vậy thì cái nguyên do chính ngày nay đó mình thấy rằng là tức là phần lớn 75% là các bạn bị gan nhiễm mỡ, là tình trạng gan nhiễm mỡ không rượu, tức là không uống rượu nhưng mà các bạn bị tình trạng gan nhiễm mỡ, đó là do cái insulin của các bạn nó tăng, là do các bạn ăn quá nhiều đường với tinh bột các bạn, hoặc là các bạn ăn các cái thực phẩm nó có nhiều phốc tổ. Vậy thì đó, những cái lời khuyên nào mà chúng ta thường hay gặp mà nó lại khiến cho cái gan của chúng ta nó lại trở nên nó tệ đi các bạn, và các bạn cảm thấy rằng các bạn một thời gian dài các bạn không hết được, và thậm chí nó còn nặng thêm. Đầu tiên đó là ăn trái cây các bạn. Chúng ta thấy một chế độ ăn trái cây không? Thì trái cây đó như mình nói ở trên này, nó có nhiều cái phốc tổ các bạn. Và ngoài ra phốc tổ nó còn có nhiều trong mật ong nữa. Thì khi mà chúng ta nhớ là cơ thể của chúng ta một ngày cần có 5 gram đường đấy các bạn, 5 gram đường,
Đường ở đây mình nói là tất cả những cái gì các bạn ăn vô nha các bạn ha. Carbohydrate, tinh bột, đường gì đó các bạn canh vô cơ thể của chúng ta chuyển hóa thành glucose thì mình gọi nó là đường. Thì phốt tổ nó cũng chuyển thành đường như mình đã giải thích ở trên rồi. Cơ thể cũng gan của chúng ta nó vẫn chuyển hóa thành glucose thành phốt tổ, phốt tổ thành glucose các bạn. Thì các bạn thấy rằng là trung bình á, nếu mà các bạn một người khỏe mạnh á, các bạn không bị gan nhiễm mỡ thì trung bình các bạn ăn một ngày 16 hoặc là 20 gram phốt tổ nó không vấn đề gì các bạn. Nhưng mà thí dụ như các bạn bị gan nhiễm mỡ rồi, tức là cái tình trạng kháng insulin của các bạn nó đã có rồi, tức là insulin của bạn nhiều rồi. Bây giờ các bạn giả sử các bạn ăn 100 gram, trong 100 gram chuối đi, nó có khoảng 6 gram phốt tổ. Các bạn có nghĩa là khi mà chuyển hóa thành glucose rồi, các bạn thấy là nó đã dư ra so với lại cái lượng cơ thể chúng ta cần rồi. Tức là cơ thể chúng ta bắt buộc phải cần cái insulin nữa các bạn ha. Tức là nó làm cho độ nhạy của insulin của bạn nó giảm đi các bạn, tức là làm tăng cái tình trạng kháng insulin lên các bạn. Cái thứ hai đó, cái lời khuyên thứ hai mà chúng ta thường hay gặp đó, mà nó làm cho cái gan nhiễm mỡ của chúng ta nó không có tốt hơn đó, đó là các bạn ăn một cái chế độ ăn mà nó ít tinh bột, và ăn thay vào đó chúng ta ăn các cái thực phẩm mà nó có whole food các bạn, mà nó whole food tức là thực phẩm mà nó chưa qua tinh chế đó các bạn, nó còn nguyên. Ví dụ như các bạn ăn các bánh mì, các bạn ăn mì nâu, mì đen, hoặc là các bạn ăn gạo, các bạn ăn gạo lứt, tức là nó còn có cái vỏ ở bên ngoài các bạn, tức là nó còn có cái dưỡng chất, các cái fiber, chất xơ và các cái dưỡng chất ở bên ngoài, tức là nó chưa có bị tẩy đi, thì người ta gọi đó là whole food các bạn. Thì mình đã nói rồi, một ngày có thể chúng ta cần có 5 gram đường nữa các bạn. Bây giờ các bạn ăn giảm tinh bột đi là giảm như thế nào? Đó. Ví dụ bây giờ đó, mình nói là các bạn ăn 100 gram bánh mì đi, ổ mì 100 gram các bạn. Mì 100 gram là các bạn đã có, trong đó nó có 49 gram là carbohydrate, tức là 49 gram là đường rồi. Thì các bạn, cơ thể các bạn, tức là cơ thể chúng ta nó phải gấp 10 lần cơ thể chúng ta cần rồi các bạn. Và do vậy mà nó làm cho tình trạng kháng insulin của các bạn nó không có hết các bạn. Nguyên do chính ở đây là tình trạng kháng insulin. Và còn cái thực phẩm whole food thì sao? Thực phẩm whole food đó, tức là nó còn có các dưỡng chất ở bên ngoài, chất xơ và dưỡng chất bên ngoài. Nó cũng thì cơ thể của chúng ta đó, khi mà vô thì từ từ nó cũng chuyển thành glucose thôi các bạn. Tức là tại vì phần lớn của nó vẫn là tinh bột mà các bạn, tức là vẫn là carbohydrate, thì cơ thể của chúng ta nó vẫn phải chuyển thành glucose. Mà do vậy đó mà nó vẫn làm tăng cái insulin các bạn, và do vậy mà nó làm kháng insulin của các bạn nó tệ đi. Cái lời khuyên thứ ba đó mà mình thấy mà mình thường hay đọc được đó, đó chính là các bạn ăn một cái chế độ ăn mà nó chúng ta giảm mỡ động vật nhưng mà chúng ta lại tăng cái mỡ thực vật các bạn. Đây là một cái vấn đề. Tại vì đó, trong mỡ động vật đó, nó có nhiều omega 3, và trong dầu thực vật đó, nó có nhiều omega 6. Thì omega 6 đó, nó là một cái chất nó gọi là pro-inflammatory, và cái omega 3 nó được xem là anti-inflammatory. Hai cái nó như thế nào các bạn? Tức là pro-inflammatory, tức là omega 6 chúng ta cơ thể chúng ta cần đó, để mà kích hoạt các hệ miễn dịch của chúng ta đó các bạn. Nó đi tấn công các cái chất mà xâm nhiễm các bạn ha, những vi khuẩn, những cái vi khuẩn, virus gì đó nó xâm nhập cơ thể của chúng ta, hoặc là những cái gì nó tổn hại cơ thể của chúng ta đi chữa lành. Nhưng mà cái omega 3 nó làm nhiệm vụ nó tắt cái đó. Anti-inflammatory là như vậy các bạn. Nhưng mà hiểu là như vậy cho nó dễ. Nó giống như là cái công tắc đèn các bạn ha, cái đèn của chúng ta đó. Chúng ta bật đèn lên thì chúng ta phải tắt xuống các bạn ha. Ta bật lên xong tắt xuống các bạn, tỷ lệ nó là 1:1 nha các bạn. Nó thì nếu mà các bạn cứ hình dung được là nếu mà chúng ta bật cái đèn lên, ta để hoài chúng ta không tắt thì sao? Đương nhiên là cái đèn nó hư rồi các bạn ha. Nó hư rồi, đương nhiên là cái đèn nó hư. Thì cái vấn đề ở ngày nay đó, khi các bạn ăn cái dầu thực vật các bạn thấy là vậy thì mình nói chứ, vậy thì cái tỷ lệ giữa omega 3 và omega 6 nó phải là 1:1 nha các bạn ha. Nó giống như chúng ta công tắc đèn này, bật lên xong tắt xuống. Nhưng mà cái vấn đề ở đây ngày nay là khi các bạn ăn omega 6 đó, các dầu thực vật đó, các bạn sẽ thấy là dưới cái tỷ lệ omega 6 và omega 3 rất là cao các bạn. 14:1, tức là 14 omega 6, 1 omega 3. Và cái nào mà mình thấy là tốt đó là khoảng là 10 hoặc là 12 omega 6 thì 1 omega 3 tỷ lệ đó các bạn. Do vậy mà các bạn có thấy rằng là cái cơ thể của chúng ta đó nó có kích hoạt cái việc đó ngoài các bạn, và từ đó nó gây ra viêm xương trong cơ thể của chúng ta. Thì còn một cái vấn đề nữa đó là ngày nay đó là cái dầu mà chúng ta sử dụng từ thực vật đó, nó được xử lý rất là kỹ các bạn ha. Và do vậy mà cái cấu trúc của nó không có ổn định, cấu trúc của cái phân tử omega 6 nó không có ổn định, tức là nó dễ bị phân hủy khi mà các bạn đun nó lên, hoặc là khi mà các bạn nó tiếp xúc với oxy, tức là nó bị oxy hóa. Đó là do vì sao mà khi các bạn mà cái dầu mà nó có nhiều omega 6 đó các bạn ha, từ cái chỗ mà từ nhà sản xuất đó, mà sản xuất ra tới vận chuyển đó, ra tới cái chỗ mà quầy kệ siêu thị để chúng ta mua đó, là nó đã bị oxy hóa một phần rồi các bạn ha.
Thì rất là nhiều các nghiên cứu các bạn, người ta cho rằng là nếu các bạn ăn một cái chế độ ăn mà nó quá nhiều omega 6 đó, tỷ lệ mà nó quá nhiều omega 6 so với lại omega 3 đó, thì nó gây ra chúng ta rất là nhiều các vấn đề các bạn, rất là nhiều các bệnh tật ở trong đó. Ví dụ như các bạn bị suy giảm trí nhớ nè, các bạn bị các cái các bạn bị ung thư vú nè các bạn ha, rồi các bạn bị, và trong đó có cái việc mà chúng ta làm, nó làm tăng cái insulin của các bạn lên đó. Tức là nó tăng cái việc kháng insulin của bạn lên, nó làm cho cái tình trạng kháng insulin của các bạn nó trở nên tệ hơn. Cái lời khuyên thứ tư đó mà mình thường hay gặp đó, đó chính là chúng ta nên ăn các thực phẩm mà nó có cái chỉ số đường huyết thấp nha các bạn. Tức là nó gọi là glycemic index, tức là chỉ số đường huyết thấp, tức là làm sao? Tức là nếu mà các cái thực phẩm mà nó có cái chỉ số đường huyết mà cao đó, tức là khi các bạn ăn vô đó thì nó cái thời gian mà nó chuyển thành glucose càng nhanh, nó nhảy vô trong máu chúng ta càng nhanh các bạn. Còn nếu mà cái chỉ số đường huyết thấp đó, thì những cái carbohydrate này đó, nó chuyển hóa thành glucose càng chậm, nó chỉ có vậy thôi. Ví dụ như là người ta sẽ nói, chúng ta thường hay gặp rằng là những cái chỉ số đường huyết mà nó dưới 50-55 đó thì được xem như là chỉ số đường huyết thấp nè. Thì những cái thực phẩm nào mà như vậy đó, thì ví dụ bây giờ mà nói chuối đi, chuối đó cái chỉ số đường huyết của nó trung bình là 50, tức là nó cũng được xem là một cái mà nó một cái thực phẩm mà nó có chỉ số đường huyết thấp. Nhưng mà khi các bạn ăn vô thì từ từ nó cũng chuyển thành glucose rồi các bạn. Như mình đã nói ở trên là 100 gram chuối là trung bình có khoảng 6 gram là fructose rồi. Nào các bạn, một ngày các bạn ăn hai trái chuối là các bạn thấy là cơ thể của chúng ta nó phải tạo cần gấp đôi các bạn ha, cần gấp đôi cái lượng insulin cơ thể chúng ta cần, tức là cần gấp đôi cái đường, nó hơn gấp đôi cái lượng đường cơ thể chúng ta cần rồi. Và do vậy nó làm tăng cái insulin của các bạn lên. Và cái lời khuyên cái tiếp đó, cuối cùng đó mà mình thường hay gặp đó, đó chính là các bạn đã được khuyên là dùng thuốc hạ cholesterol, tức là thường dùng các dòng thuốc statin. Thì mình đã làm một cái video về các tác dụng phụ của dòng thuốc statin rồi. Các bạn cần làm gì khi mà các bạn uống các dòng thuốc hạ cholesterol, thì các bạn có thể tra cái bên dưới để các bạn xem. Ở đây mình tóm tắt lại thôi. Tại khi mà các bạn bị gan nhiễm mỡ đó, thông thường đó là các bạn sẽ được chẩn đoán là các bạn bị rối loạn trao đổi chất. Ví dụ như là các bạn bị nhiều insulin nè, kháng insulin nè các bạn ha, cao huyết áp nè, các bạn bị đường huyết cao nè, các bạn bị mỡ máu cao nè các bạn, tức là high triglyceride đó. Thì khi mà xác định rằng là cái mỡ máu các bạn cao, tức là khi mà nhìn được cái kết quả, thường là cái tổng cholesterol của các bạn đó thì nó trên 200 các bạn, thì khi mà nó trên 200 đó, thì người ta sẽ cho các bạn uống cái thuốc statin các bạn để mà làm hạ cholesterol của các bạn xuống, tại vì người ta phòng hờ là chúng ta sẽ bị đột quỵ đó các bạn. Nhưng mà các mình đã làm một cái video về cái vấn đề rằng là cái nguyên nhân hàng đầu gây đột quỵ đó các bạn. Các bạn có thể tra cái video bên đó, các bạn bên dưới các bạn xem nha các bạn. Là cái nguyên nhân hàng đầu khi đột quỵ đó, đầu tiên đó là bị tiểu đường các bạn, tức là nguy cơ các bạn bị tiểu đường là các bạn cao gấp 10 lần. Thứ hai đó là các bạn bị kháng insulin, là tình trạng này đó các bạn, gan nhiễm mỡ là các bạn bị kháng insulin là nó cao gấp 6 lần. Nhưng mà nếu mà các bạn bị high cholesterol đó, là cái mối nguy các bạn bị đột quỵ nó chỉ có 1 chấm mấy các bạn, 1.3 nữa. Nó còn thấp hơn là các bạn bị cái vấn đề về gen nữa nha các bạn. Và một cái vấn đề nữa đó là cái tổng thuốc statin cái các bạn ăn vô, nó uống vô các bạn, nó làm tăng đường huyết các bạn, tăng đường huyết và do vậy nó làm tăng cái insulin lên. Cái vấn đề của statin nó, một cái rất là quan trọng nữa là trong cái vấn đề này đó là các bạn, cái dòng thuốc statin cái các bạn uống vào đó, nó làm giảm cơ thể của chúng ta đó sản xuất một cái chất nó gọi là coenzyme Q10, coenzyme Q10 đó các bạn. Đây là một cái chất chống oxy hóa rất là mạnh các bạn, chất oxy hóa rất là mạnh để nó chống lại các cái gốc tự do trong cơ thể của chúng ta các bạn ha. Gốc tự do nó nguồn gốc gây ra bệnh tật đó. Cái thứ hai nữa đó là nó là một cái coenzyme Q10, Q10 này đó, nó giúp để tạo ra các cái năng lượng các bạn cho các cái bộ phận cơ thể của chúng ta hoạt động, ví dụ như tim, gan, phèo phổi gì đó các bạn ha. Và nếu mà cái coenzyme này nó thiếu các bạn, và do vậy mà các cái tế bào này của chúng ta đó nó thiếu các bạn, thiếu năng lượng hoạt động mà nó chết dần, thì cái đó nó là một cái rất là nguy hiểm các bạn. Thì đây là những cái chế độ ăn đó các bạn mà chúng ta thường hay gặp, mình thường hay gặp cái này các bạn, mà nó khiến cho cái gan của những người bị gan nhiễm mỡ đó nó trở nên tệ hơn, mà muốn chia sẻ cho các bạn. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Hẹn gặp các bạn trong các video tiếp theo.